Vũ Thanh Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2016. Và chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bộ Âu Á Hương Vân hộp gỗ Hương Vân Nam Phi gồm 6 món. Một ghế dài 24 và hai ghế ngắn. Hai ghế đơn mà vân chọn rất là đẹp. Đây chúng tôi vẫn đang để mộc, vân đã đẹp như thế này rồi, khi hoàn thiện lên thì vân quá là đẹp luôn. Bộ này chúng tôi chọn là lục lạc, không tì vết và không có rác, hàng chân xì hết, rất đẹp. Quay cả đằng sau quý vị xem. Nếu quý vị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại cơ sở 1 là cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Tôi xin quay chi tiết quý vị xem cái ghế dài, vân rất là đẹp. Toàn bộ vân đỏ rất đẹp. Đây vẫn để mộc, chưa hoàn thiện hoàn chỉnh giáp, khi hoàn thiện lên thì rất là đẹp. Video trước chúng tôi đã giới thiệu quý vị một bộ hoàn thiện full BU bóng mờ rất đẹp. Và vân rất đẹp này, quý vị xem. Và hai tay chúng đục đôi cá chép. Giữa vách chúng tôi đục là tứ quý, xuân hạ thu đông, và các vách của thủng này đục khánh kim tiền, khánh gọi là khánh kim tiền. Quay luôn cả mặt đằng sau cho quý vị xem. Rất là VIP. Bộ này gồm 6 món. Một ghế dài, hai ghế đơn, hai đôn và một bàn. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0972770888 hoặc gửi tin nhắn qua Zalo hoặc là Viber chúng tôi. Và bộ này gọi là bộ Âu Á hộp Hương Vân gồm 6 món. Quay ngày mùng 12 tháng 7 năm 2016. Đầu gỗ Thanh Luân xin kính chào quý vị, xin gặp lại quý vị những clip sau. Đây, cái mặt bản vân rất là đẹp. Đôn này chúng tôi làm rất to và toàn bộ là bàn với đôn là có ngăn kéo hết. Đôn ngăn kéo, bàn ngăn kéo. Đây ngăn kéo, tôi khoan lỗ để lúm ấy. Chưa kéo ra xong. Quay cả bộ quý vị nhìn. Cả bộ rất là đẹp. Âu Á hộp Hương Vân.